Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian mà mọi người chúng ta nghỉ Tết vừa qua, nhà Yonex họ đã có những cái thông tin hé lộ chuẩn bị cho ra mắt một cái siêu phẩm dày hoàn toàn mới luôn, với tên gọi đầy đủ đó chính là Yonex Power Cushion Air Cushion Z3. Rõ ràng hơn một chút á, thì em nó chính là cái phiên bản đời thứ ba của cái dòng giày Air Cushion thiên về độ ổn định, êm ái ha. Và video hôm nay mời các bạn cùng theo chân mình làm rõ xem coi em hàng hot này có gì đặc biệt không. Bắt đầu thôi. Như hồi nãy mình có đề cập á, thì Air Cushion là dòng giày thiên về độ ổn định, êm ái, được nhà Yonex họ cho thiết kế để giúp người chơi khi mà sử dụng trên sân đấu á, có được những cái bước di chuyển an toàn nhất nè, hạn chế tối đa cái tình trạng lật cổ chân không mong muốn luôn. Và đặc biệt hơn hết á, là ở Việt Nam chúng ta khi mà mình đến các cái sân cầu á, mình thấy là người chơi mang Air Cushion rất là nhiều luôn. Nên mình nghĩ là trong thời gian sắp tới, thì cái đôi giày Yonex Air Cushion Z3 này á, được ra mắt vào cuối tháng 3, mình nghĩ là sẽ được rất là nhiều các lòng thủ ưa chuộng và săn đón nha. Thì khi mà nhìn vào cái đôi giày Yonex Air Cushion Z3 này á, thì các bạn có thể thấy là em nó có thiết kế hoàn toàn mới, phải gọi là mới từ trong ra ngoài luôn ha. Thì với các bạn nghĩ sao về cái thiết kế mới này so với người đàn em tiền nhiệm của nó, đó chính là Yonex Air Cushion Z2. Riêng với bản thân mình á, thì mình nhận thấy là cái đôi giày Air Cushion Z3 này mình thích hơn. Cảm nhận khi mà nhìn vào á, là nó thon gọn hơn, nó có thiết kế nhìn hiện đại hơn. Và đặc biệt á, là khi mà nhìn vào nó không có bị thô như cái người đàn em tiền nhiệm của nó, đó chính là Air Cushion Z2 ha. Nên chính vì vậy mình nghĩ á, khi mà cái đôi giày Air Cushion Z3 này ra mắt á, so sánh với nhau á, thì cái trọng lượng của đôi Air Cushion Z3 này nó sẽ nhẹ hơn. Và khi lên chân á, thì nhìn nó cũng hiện đại hơn, nó đẹp hơn các bạn nha. Và có thêm một tin vui, đó chính là Yonex Air Cushion Z3 nó sẽ được phát hành với 3 phiên bản các bạn nha. Xanh Navy, phối xanh lá là dành cho các bạn nam, trắng phối xanh ngọc là dành cho các bạn nữ, và cuối cùng là phiên bản trắng phối đen và đỏ là dành cho những cái bạn có đôi chân bè phiên bản hoài, là phiên bản dành cho mình nè. Thì mình nghĩ là trong thời gian ra mắt vào cuối tháng 3, khi mà đôi giày này nó về hàng tại BNB á, mình sẽ lên chân mình thử, nếu mà được thì mình sẽ mua, mình test trải nghiệm cho các bạn những cái đánh giá chân thực nhất về cái mẫu giày siêu phẩm này luôn. Ngoài ra thì Yonex cũng cho phát hành kèm thêm người đàn em Air Cushion X3 với cái mức giá bán phải chăng hơn nhưng vẫn giữ được những cái đặc tính là của cái dòng giày Air Cushion thiên về độ ổn định êm ái khi mà người chơi chúng ta mang và sử dụng trên sân đấu. Cuối cùng, phần quan trọng nhất là về công nghệ, thì cái đôi giày Air Cushion Z3 của chúng ta nó sẽ được tích hợp hai cái công nghệ hoàn toàn mới luôn so với người đàn em tiền nhiệm Air Cushion Z2 trước đó ha. Thứ nhất đó chính là Lateral Seal, thì đây là cái công nghệ hoàn toàn mới luôn. Thì các bạn có thể thấy là ở phía bên hông của cái đôi giày Air Cushion Z3 của chúng ta, nó sẽ được chèn thêm một cái tấm cao su cứng nhằm bao bọc và nâng đỡ cái ngón chân út của chúng ta nè. Thì các bạn biết rồi đó, ngón chân út và cái phần kiểu này nè là cái nơi mà chịu cái tải trọng nhiều nhất khi mà người chơi chúng ta di chuyển trên sân đấu luôn. Thì với việc tích hợp một cái tấm cao su cứng như thế này, nó sẽ giúp ngăn chặn cái tình trạng lật chân không mong muốn ở những cái bước di chuyển mà anh em chúng ta trường sang ngang ấy nha. Thứ hai đó chính là Stability Reinforcement, thì tại phần các đầu ngón chân kéo dài sang hông và từ giữa lòng bàn chân kéo dài đến hết gót chân luôn á, thì nó sẽ được gia cố thêm bằng cái lớp da tổng hợp chống mài mòn các bạn nha. Thì với việc gia cố thêm như thế này á, thì khi mà người chơi chúng ta di chuyển nhanh về phía trước á, thì nó sẽ giúp là hạn chế rung lắc nè, giúp người chơi có được những cái bước di chuyển an toàn. Và ngoài ra khi mà các bạn có những cái bước di chuyển sâu á, di chuyển kiểu dồn dập nhanh á, thì cái đôi giày chúng ta nó vẫn giữ được cái độ ổn định tối đa, nó hạn chế lật chân không mong muốn nha. Bên cạnh đó thì với các công nghệ tiêu chuẩn khác như là lớp da Durable Skin Line nè, đế giữa Power Cushion cộng nè, đế bán một mảnh Semi One Piece Sole nè, đế lưỡi hướng tâm Radial Blade Sole nè, đều được nhà Yonex cho trang bị trên cái đôi giày Air Cushion Z3 này, giúp người chơi có được những cái bước di chuyển mượt mà nhất ở trên sân đấu ha. Tổng kết lại thì Yonex Air Cushion Z3 phải gọi là một cái siêu phẩm giày rất đáng để các long thủ sở hữu luôn, bởi vì em nó có cái độ ổn định rất cao, bảo vệ đôi chân, cái độ an toàn cho đôi chân của chúng ta rất là tốt ha. Và cùng chờ đợi đến ngày em nó ra mắt vào cuối tháng 3 sắp tới, thì giá bán dự kiến mình nghĩ là nằm ở mức khoảng 3 triệu đồng các bạn nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh luôn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nha.